Xin chào mọi người. Ái chân thành cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha. Hồi chiều bạn có gửi cho Ái ủng hộ thùng bia. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Tiên Võ Đế Tôn Diệp Thành 982. Năm Tôn, con trai đại đế Hồng Hoang như năm đạo thần mang, đuổi sát không buông, một đường truy một đường công kích. Những nơi bọn hắn đi qua, thương thiên ầm ầm chấn động, từng tòa đại sơn, từng tòa sụp đổ, hoang lâm liên miên bị chôn vùi. Có gan đơn đấu, Diệp Hào đang chạy trốn, miệng còn rất không ngoan ngoãn, mắng to là khiến cho nhóm con trai đại đế Hồng Hoang tất chật như muốn nổ tung. Trên nhóm lửa lại tưới thêm một chút dầu, tuy theo thì cũng được, nhưng cũng đừng đuổi theo nửa chừng liền bỏ cuộc đó nha. Cái bẫy tại sa mạc đã bố trí tốt, ta chỉ còn chờ bắt rùa trong hũ thôi à. Năm Tôn con trai đại đế Hồng Hoang, năm con cá lớn, nếu là tính toán chính xác liền có thể bưng trọn một ổ. Sau lưng anh, con trai đại đế Hồng Hoang cũng là điên cuồng, sát khơ băng lãnh, sát khí ngập trời. Không cần Diệp Hào tưới dầu, bọn cũng sẽ không bỏ cuộc. Một tư thế không chơi chết Diệp Hào liền không bỏ qua. Mà như vậy cũng chính là ý muốn của Diệp Hào. Tốc độ của anh chợt nhanh chợt chậm, kỹ xảo diễn xuất cấp vua màn ảnh, không có chút sơ hở nào. Phía trước là đến sa mạc, Diệp Hào một bước lao vào, năm tôn của đại đế Hồng Hoang sau đó cũng giết vào. Cả hai phe năm đuổi một chạy, khiến cho sa mạc cát vàng bốc lên cuồn cuộn giống như đại dương nhấc lên sóng cát. Não tàn, Hồng Hoang đời đại đánh não tàn. Diệp Hào cuối cùng mắng thêm một câu trốn vào cổ thành, nhất định chém chết ngươi. Năm tôn của đại đế hét to, thuấn thần đuổi vào, có bẫy. Bất chợt liền nghe một âm thanh quát lạnh, Thao Thiết cùng con trai đại đế Nai Dư nhao nhao độn thân, nhào đầu vọt ra. Về phần con trai đại đế Huyết Mãn, Nhiệt con trai đại đế cùng Trết con trai đại đế, vận khí liền thối hơn rắm. Có lẽ là tùy theo quá hung, mà cũng có lẽ là chạy quá nhanh nên không thể quay xe, cứ thế mà cắm đầu vào bên trong trận pháp. Đáng chết. Ba tôn con trai đại đế nổi giận, xuất ra pháp khí oanh kích trận pháp, muốn xông thoát ra đến. Đáng tiếc đạo hạnh của bọn hắn cũng không đủ, một khi bị khốn trụ liền rất khó thoát thân mà ra. Phá trận. Bên ngoài có đại đế Thao Thiết cùng có đại đế Nai Dư hừ lạnh, muốn cứu ba tôn có đại đế ra tới. Thế nhưng là không chờ bọn hắn kịp ra tay, liền có một cỗ lực lượng thần bí hoán đổi không gian đem hai thằng vứt ra khỏi cổ thành, chính là bí pháp dịch thiên hoán địa do Diệp Đại Hào cùng Cơ Tích Băng liên hợp thi triển. Mục đích của Diệp Đại Hào bọn họ rất đơn giản, phải thì Diệp ba tôn có đại đế bị nhốt, Diệp Thao Thiết cùng Nai Dư xong việc rồi đi thu thập ba tôn có đại đế bị nhốt kia. Hai vị từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ngoài thành, Diệp Đại Hào đứng ở hư không tét miệng cười nhìn Thao Thiết cùng Nai Dư. Thực sự là giỏi tính kế. Thao Thiết, Nai Dư đều nghiến răng phải răng rắc trung trọng. Cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới biết bị hố. Khó trách Diệp Hào một đường cứ chợt nhanh, chợt chậm. Nguyên nhân là đặt bẫy này chờ bọn hắn. Cũng không có cách nào, ai bảo các người có mẹ nó nhiều người làm gì chứ. Minh Tuyệt nhún vai, đứng ở phương Tây, mà Tiêu Thành đứng ở phương Bắc. Sau cùng là Cơ Tích Băng đứng ở phương Nam, đem hai thằng vây vào chính giữa. Sắc mặt Thao Thiết cùng Nai Dư khó coi tới cực độ. Không thể phủ nhận, bọn hắn đích xác bị hố cho không kịp trở tay. Năm tôn có ra đại đế Hồng Hoang, ba tôn bị nhốt. Hai thằng bọn hắn mặc dù chưa trúng chiêu, nhưng tình cảnh cũng không ra cái rắm gì. Phải biết, đối diện có bốn tôn cấp có ra đại đế của chư thiên. Không nói đến Tiêu Thần cùng Minh Tuyệt kia, liền chỉ nói Diệp Hào cùng Cơ Thiết Băng. Đấu chiến một, đấu một. Hai người bọn hắn cũng không phải là đối thủ, càng không nói đến là đội hình một chọi hai. Đi. Vừa người tới đây, con đại đế Thao Thiết hét lớn, muốn lên trời bỏ chạy, nơi đây không nên ở lâu. Muốn đi sao? Minh Tuyệt cười lạnh, một tay kết ấn,
Nhất thời thiên địa dừng lại, Tha Thiết vừa trốn vào cao thiên cũng giống như vậy bị phong cấm. Lại là tuyệt đối bất động, Minh Tuyệt cái thần thông này rất là bá đạo. Nhưng Thao Thiết là ai chứ? Là con trai đại đế đó, tự có chỗ để ý vào. Vẻ vẹn chỉ một cái chớp mắt liền phá tuyệt đối bất động. Chỉ có điều hắn vừa mới khôi phục hành động, Tiêu Thần liền đến, một kích chém về phía đầu của hắn. Máu tươi dâng lên rất là chói mắt. Thao Thiết cho dù phá tuyệt đối bất động là không thể đỡ được của Tiêu Thần một kích. Đầu lâu to lớn bị chém tại chỗ, đầu lâu lăn xuống bên trên thương thiên như muốn nổ tung. Không có đầu lâu nhưng Thao Thiết lại không hề ngã, còn đang liều mạng trốn chạy. Minh Tuyệt cùng Tiêu Thần tất nhiên là không đồng ý cho hắn chạy, một trước một sau hợp lực công sát hắn. Một phương khác Nai Dư cũng không tốt hơn gì, hắn vốn cũng muốn bỏ chạy lại bị Diệp Hào một kiếm bổ ngược trở về, còn chưa kịp định trụ thân hình, có thể bằng một kiếm liền đến đem thân thể của hắn một kiếm xuyên thủng. Đánh nhanh thắng nhanh, thân hình Diệp Hào như u mang thuấn thân giết tới, ra tay chính là đại thuật tuyệt sát. Trận đấu chiến lập tức bùng nổ, cát vàng bay lãng đãng, trời long đất lở. Diệp Hào bốn người, hai người một đội, đội hình hai chọi một. Vô luận là Diệp Hào cùng Cơ Tích Băng cũng hoặc là Tiêu Thần cùng Minh Tuyệt đều phối hợp vô cùng ăn ý. À! Thao Thiết cùng Nai Dư gào thét, mặc cho pháp lực ngập trời cũng khó cản được công phạt của bốn người. Đầu lâu đều bị chém, thân xác cũng theo đó mà sụp đổ, chỉ còn nguyên thần thể, mỗi lần muốn bỏ chạy đều bị cản văng trở về. Xương cốt con trai đại đế băng mãn đầy thương khung, máu con trai đại đế nhuộm đầy trời xanh. Hình ảnh này cực kỳ đẫm máu. Cuộc chinh phạt không hồi hộp, đương nhiên có kết thúc không hồi hộp. Thao Thiết cùng Nai Dư nhào nhào bị trấn áp, nguyên thần con trai đại đế tán diệt trong thiên địa, hóa thành một sợi tro tàn, trở thành bụi bặm của lịch sử. Diệt xong hai người bọn họ, bốn người vẫn chưa ngừng lại thân hình đều lao trở về cổ thành. Trong cổ thành, ba tôn con trai đại đế hồng hoang rất là sinh động, tại bên trong pháp trận va chạm lung tung, liều mạng oanh kích. Một tông tiên pháp đế đạo, mỗi tông đều là tiên thuật cái thế, từng bộ đánh ra không giới hạn. Thế nhưng là ba thằng bọn hắn cũng như Tiêu Thần cùng Minh Tuyệt lúc trước, không thể oanh mở thì không nói, ngược lại còn tiêu hao khá lớn, khí tức cũng không thể so với lúc trước, pháp lực cuồn cuộn bị thôn phệ, tiên quang hộ thể cũng ám đạm. Muốn giúp đỡ hay không? Diệp Hào đến vui tươi hớn hở nhìn xem ba người, có ngon thì cùng ta độc chiến đi. Huyết mãn dữ tợn như ác quỷ gào lên, phép kích tướng đối với ta vô dụng. Diệp Đế Hào cười lạnh rất tự giác, mời ra một tòa hư thiên tuyệt sát trận hoành liệt ra tại thương khung, phương viên khổng lồ đủ vạn trượng, nguyên thạch chất thành núi chuẩn bị sẵn sàng. Có thể quần ẩu ta kiên quyết ứ đấu một mình. Minh Tuyệt cũng cười, tay cầm trận kỳ khôi phục trận văn đế đạo mà hắn đã từng khắc họa, từng đạo đều bắt mắt, có cực đạo pháp tắc hiển hiện rất là đáng sợ. Cơ Tích Băng cùng Tiêu Thần cũng như thế, đế đạo sát trận đã khắc xuống liền nhau nhau khôi phục. Bà tồn con đại đế hồng hoang đang bị nhốt kia sắc mặt tức thời trắng bệch. Đây là cấp con đại đế, như thế nào lại không biết sự đáng sợ của sát trận kia? Cho dù là bọn hắn nếu như trúng vào một kích cũng phải bị thương nặng, nếu là ở bên ngoài còn có thể trốn tránh, chỉ cần không bị đánh trúng là được. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn lại bị vây ở trong trận, giống như cá ướp muối nằm trên thớt, giống như dê đợi làm thịt. Hư thiên tuyệt sát trận của Diệp Đào đã bắn ra thần mang, nhắm chuẩn chính là con đại đế huyết mãn. Con đại đế huyết mãn đương nhiên sẽ không đứng im để bị đập, xuất ra pháp khí bắn mệnh, cũng theo đó mở ra ngoại đạo pháp tướng, tại trước người ngưng tụ thành tấm thuẫn, một kích hư thiên tuyệt sát trận sững sờ, không thể công phá được phòng ngự của hắn. Đối với điều này Diệp Hào cũng không có gì ngạc nhiên, một kích không đánh trúng được, người ở bên trong bị pháp trận phòng cấm, ta ở bên ngoài chính là tự do, giả tử cứ hướng tới chết mà đập, không
không tin người vẫn có thể gánh vác được. Để giải quyết trận chiến càng sớm càng tốt, anh còn triệu hồi pháp thân cũng chấp chưởng một tòa hư thiên tuyệt sắc trận khác. Hai tòa hư thiên tuyệt sắc trận không thèm đập nhịp cùng rết có đại đệ đế, liền chỉ túm một mình có đại đệ đế huyết mãn mà nện xuống. Lần này, cho dù là phòng ngự của có đại đệ đế huyết mãn có cường hoành đến bao nhiêu, cũng không chịu nổi sự công phạt. Khiên phòng vệ liên tiếp nổ tung, pháp khí bấn mệnh ong ong chấn động kịch liệt, lùng đầy sắp đổ, tim mang toàn thân đều ám đạm. Một phương khác, Minh Tuyệt, Tiêu Thần, Cơ Tích Băng cũng mở công kích, đánh cho nhẹ con đại đệ đế cùng rết con đại đệ đế huyết cốt bay tứ tung, thân thể lần được bạo liệt, chân thân nguyên thần cũng lần được bị trọng thương. A à! Bà tồn con đại đệ đế kêu gào, tiếng như lôi đình rung động cửu tiêu. Đều là con đại đệ đế rõ ràng là chiến lực ngập trời, lại bị phát trận phòng cấm hạn chế nên khó mà giết ra ngoài, đành phải bị động phòng ngự. Bọn hắn biết rõ tại dưới loại tình thế này bị dịch chỉ là vấn đề thời gian. Dưới sự oanh kích mãnh liệt, thân thể có đại đệ đế huyết mãn nổ tung đầu tiên, nhưng sức khôi phục của tên kia quá bá đạo lại khép lại thân thể. Diệp Đào cùng phát thân không cam lòng, bùng lên lửa giận, tiếp tục oanh kích. Người khép lại một lần liền đánh cho người oanh bạo một lần, nhìn là thân xác của người cứng rắn hay là hư thiên tuyệt sắc trận của bọn ta bá đạo. Con đại đệ đế huyết mãn dẫn đến học máu, gào thét như một con chó điên. Từ khi tại Hồng Hoang đạp lên con đường tu luyện, hắn là một đường vang danh, chém bao nhiêu đại địch, đánh bao nhiêu trận đại chiến kinh diễm, nhưng hôm nay bị đè lên mà đánh như một trận chiến này lại chưa bao giờ có, để hắn quá mức quất ức. Đi đường bình an, Diệp Đào lời nói băng lãnh vang khắp chiến tầng trời. Anh thiêu đốt hơn 100 vạn nguyên thạch tại bên trong sát trận giá trị hỗn độn đạo tắc, dung nhập bản nguyên của bản thân, một đạo trận mang tịch diệt vô song của sát trận đem thân thể con trai đại đế huyết mãn đánh thành xương máu, chỉ còn lại nguyên thần hư ảo. Lên đường bình an, không đợi con trai đại đế huyết mãn kịp tái tạo thần xác, pháp thân đã thôi động hư thiên tuyệt sát trận, giá trị bí pháp thần thương chuyên khắc chế nguyên thần 99 đạo hợp nhất đánh về phía huyết mãn. Không, con đại đệ đế huyết mãn gào thét, hai mắt trợn lồi ra, nguyên thần hư ảo vặn vẹo, nhưng mặc cho hắn có gào thét như thế nào cũng khó mà cản được sát trận. Một kích này nguyên thần bị tru diệt tan thành mây khói. Không, tiếng gào thét lại vang lên. Con đại đệ đế nhện cùng con đại đệ đế rết cũng tại dưới oanh kích của Minh Tuyệt bọn hắn gần như sụp đổ, nguyên thần thể vỡ thành mảnh nhỏ. Tại dưới trận văn đế đạo, từng thốn bị ép diệt, chỉ lưu lại tiếng gào thét quanh quẩn ở trong thiên địa, kéo dài không tiêu tán. Đến tận đây, mảnh hoang mạc này mới chính thức trở về an tĩnh. Ai sẽ nghĩ đến, tại sa mạc chim không thèm ỉ, tại trong một canh giờ lại tán diệt năm tôn con trai đại đế. Chiến tích của Diệp Đào bọn họ có thể nói là kinh thế. Cấp con đại đệ đế cực khó giết, cấp con đại đệ đế của Hồng Hoang càng khó giết hơn, nhưng bọn hắn là giết cả năm tôn, hơn nữa còn là tại dưới tình huống không một chút thương vong, toàn thắng, đại hoạch toàn thắng, quả thực đã khiến Hồng Hoang bị tổn thương nặng. Năm tôn con đại đệ đế Hồng Hoang cho đến khi chết đều xấu hổ, khí thế hùng hổ đánh tới không thể diệt sát Diệp Hào thì không nói, lại còn bị diệt cả đoàn. Khó xử nhất chính là để không thể lôi kéo một người nào chôn cùng bọn hắn. Tiếp tục thôi, Diệp Đào thu lại sát trận lại cắm đầu chạy về phía bên ngoài sa mạc. Cứ theo cái đà này, bốn người chúng ta có thể đem con đại đệ đế Hồng Hoang lần lượt bừng cả ổ. Minh Tuyệt hắc hắc cười không ngừng. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hẳn là như thế. Tiêu Thần một bên khắc họa trận văn, một bên mỉm cười nói. Cơ Tích Băng thì không nói gì, chỉ chuyên tâm khắc họa trận văn. Thế nhưng chẳng biết tại sao thần sắc của nàng khi thì có chút hoảng hốt, khi thì cũng sẽ lộ ra một tia đau đớn. Diệp Đào ra khỏi sa mạc, hóa ra trên 100 đạo phân thân tiếp tục tìm kiếm tung tích con đại đệ đế Hồng Hoang. Âm thanh ầm ầm chấn động tại di tích Thiên Tôn
không ngừng vang lên. Hẳn là đám con trai đại đế đang đánh nhau. Đáng tiếc, âm thanh ầm ầm chấn động tại các nơi anh quá xa, quá mức xa xôi, đợi đến khi chạy tới thì rau cúc vàng đều lặng. Lần này, vận khí của Diệp Thái Hào không hề tốt đẹp gì. Anh tìm khắp phương viên mấy ngàn dặm, chớ nói là con trai đại đế Hồng Hoang, liền một người của Hồng Hoang đều không hề gặp. Còn có con trai đại đế của chư thiên cùng nhân tu, một người cũng không nhìn thấy. Để đi đâu cả rồi chứ? Diệp Hào đứng lặng tại một đỉnh núi, hung hăng vò đầu bứt tai, rất là nhức cả trứng. Thật vất vả mới tìm được một cơ hội tốt để tru sát con trai đại đế Hồng Hoang, lại vẫn cứ không tìm thấy một người nào. Di tích thiên tôn này quá lớn, con trai đại đế của chư thiên lúc trước cũng đều phân tán ra để truy sát, giờ phút này phần lớn đã phân bố tại các nơi trong di tích. Đập một tí là cách xa mấy ngàn đến hơn vạn dặm, muốn tìm được quá thật là gian nan. Bất đắc dĩ, Diệp Hào bay khỏi đỉnh núi đi tới những nơi càng xa hơn. Cho đến khi mà đêm buông xuống, anh mới tại một mảnh thương hải trông thấy mới đạo thân ảnh. Không nhiều, chỉ có bốn thằng. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy chính là Nại Ngột, Su Hu, Võng Lượng cùng con trai đại đế Huyết Trạch.